Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, trưa thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin tương tác với một số bạn comment trên các kênh của tôi, kênh 1 và kênh 2, những clip vừa rồi. Có một bạn tên là Lâm Nhật Tiến hay là Lam Nhật Ten gì đó, không? Có liên tục vào các chương trình nói rằng là khi mà thấy quảng cáo hãy bấm chạy qua ngay để cho Hoàng Duy Hùng đói không có tiền quảng cáo. Đầu tiên tôi xin cảm ơn bạn rất là nhiều, vì đó là tự do mà, tự do ngôn luận, tha hồ mà vận động. Nhưng cũng có những người họ trả lời cho bạn rồi, họ xem thêm quảng cáo, đó là quyền của họ. Họ xem thêm quảng cáo là tại vì họ thấy góp ý của bạn đầy tính tiêu cực, ga tô và không có một lý do gì hết ngoài sự ghen ăn tức ở. Còn tôi thì tôi cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận của bạn. Nhưng mà khi mà bạn vào, bạn xem chương trình thôi thì đã là tăng view cho tôi rồi, còn quảng cáo hay không chuyện bình thường. Vì mỗi một người làm chương trình họ có đều mục đích riêng của họ. Mục đích của tôi là chuyện khác, là tập cho có trí nhớ. Tới tuổi này mà không có vận dụng thường xuyên thì trí nhớ mau lãng quên. Đây là cơ hội mà tôi cùng tương tác với những người mà họ có những gì đó hiểu về tôi. Còn bạn cho rằng là cần quảng cáo thì đó là quyền tự do ngôn luận của bạn. Đó là tương tác với một nick. Nick thứ hai đó dùng gì nhiều từ ngữ lắm, cái dài thòng lòn mà tôi không nhớ hết. Nhưng nick này là tôi biết là ở bên chống cộng cực đoan, đưa những thông tin rất là nhiều. Nick này phần đầu là chữ Y, A, B, C, D, E, F, R, H, I. Thì nick này nói rằng những thông tin này, những thông tin nọ ở bên ngoài ghê gớm lắm, và đọc báo của Việt Nam chỉ chuyên môn đưa những thông tin tiêu cực. Rồi nick này lại đưa những bình luận mà không có chính xác, chỉ là những suy tưởng thôi. Tôi xin gửi cho bạn biết, tôi tôn trọng bạn, nhưng bạn không có tôn trọng khán thính giả và không có tôn trọng tôi. Chương trình của tôi bạn có quyền bình luận, nhưng mà bạn không phải vào để mà gửi những thông tin tràn gian đại hải, không phải một lần mà cả hàng. Mỗi một clip như vậy là cả bao nhiêu bình luận, chứng tỏ bạn không có tôn trọng người khác. Mình có thể đưa một vài bình luận, đó là chuyện thông tin bình thường. Nhưng mà với chủ ý đây là kênh của tôi, có cái góc nhìn của riêng của tôi, mà bạn sử dụng như vậy, nhất là bạn đưa những bình luận mà nó không có tính cách xây dựng, mà nó chỉ là có tính cách tìm cách lật đổ chế độ này đó, thì lần sau tôi báo cho bạn trước. Tôi không có phải là người nói sau đâu. Tôi báo cho bạn trước, bạn tiếp tục làm như vậy, tôi khóa bạn. Vì bạn không có tôn trọng người khác, không có tôn trọng tôi nói như vậy. Nghĩa là bạn cứ việc mà tự do ngôn luận, nhưng mà đừng có cái trò mà suy luận rồi cái đòi cái này cái nọ là không có được. Vì sao? Vì mình tôn trọng cuộc chơi, đúng không? Cuộc chơi nào cũng có luật của nó hết, tự do ngôn luận cũng có luật của nó. Bạn nghĩ rằng đưa những cái thông tin này, thông tin nọ ở nước ngoài, người ta sẽ đọc, người ta trân trọng. Đó là quyền của bạn, tôi chấp nhận. Nhưng mà đó, bạn lại kích động này nọ đó, thì nó không có đúng với cái trò chơi. Luật chơi không chấp nhận, tôi báo trước. Nếu bạn thay đổi nick kiểu nào kiểu nọ đi nữa đó, thì nó cũng là bạn, như là bên B hay gì đó, thì nó cũng là loại đó, thì tôi khóa bạn. Vì bạn không tôn trọng cuộc chơi, bạn không tôn trọng cuộc chơi. Tôi vẫn để
bạn bình luận đó. Nhưng mà nó tới những cái đoạn nào mà tôi một lúc nào đó tôi thấy rằng bạn không tự ý thức được vấn đề thì tôi khóa bạn nha. Rồi một nick thứ ba đó là nick gọi là Châu Trần. Thì cái nick này là nick ở bên Úc. Anh Châu Trần nói rằng là Hoàng Duy Hùng ngồi ở nhà đọc báo thôi và làm gì mà biết được cái gì đó, không có trải nghiệm thực tế, vân vân và vân vân. Rồi bày tỏ sự ghen ăn tức ở của anh Châu Trần. Hoàng Duy Hùng là sao đi ngồi kiếm cơm kiểu đó. Tôi tôn trọng tự do ngôn luận của bạn và bạn có quyền bày tỏ cái sự ghen tức của bạn nhé. Tôi tôn trọng, tôi không có cấm cản bạn, nhưng mà bạn cứ tiếp tục như vậy đi thì người ta sẽ đánh giá bạn là ai. Bạn thấy rằng tôi ngồi ở nhà, tôi đọc báo, rồi tôi làm chương trình, rồi tôi đưa những cái ý nghĩ của tôi, thì bạn thấy bạn hay hơn thì bạn cứ làm, chả ai cấm cản bạn cả. Vì thời đại này ai cũng có khả năng làm YouTube hết mà. Mỗi một người có thể là một đài mà. Và trong thực tế là bạn đã làm rất nhiều clip rồi, xem thử làm sao, bạn tự biết đi. Nên bạn thấy rằng Hoàng Duy Hùng chỉ biết đọc báo thôi thì bạn cứ tha hồ. Bạn làm cái gì đó bạn cho rằng bạn hay hơn thì bạn cứ làm. Bạn cứ làm những gì mà bạn cho rằng hay hơn. Tôi không có ngại chuyện đó. Rồi một nick nữa tên là Huy Thái. Nick này thì lúc nào cũng nói rằng ơi anh Hùng hay quá, anh Hùng về đây, anh Hùng này nọ, anh Hùng là cái gì đó, là tương lai ngời sáng của đất nước rồi gì đó. Tôi xin thưa với bạn, bạn đừng có giả vờ để mà đưa người ta lên rồi đập nhé. Bạn đừng có để giả vờ đưa người ta lên rồi đập. Bạn là cái người mở ngoặc đóng ngoặc là nick xám, giả vờ khen nhưng mà đó là đập người ta. Thí dụ như bạn từng nói ông Hoàng Duy Hùng tại sao lại phải nói rằng là chứ từ nước Việt Nam mà không gọi là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi cũng đã trả lời cho bạn rất là nhiều lần rồi. Văn bản chính thức và văn bản nói nó khác nhau. Tại sao không nước gọi là nước Mỹ đó. Nước Mỹ là nước Mỹ, nhưng mà ai cũng biết trên giấy tờ là United States không? Hoặc là Liên bang Nga thì cũng phải là Cộng hòa Liên bang Nga. Tại sao người ta gọi tắt là Nga? Tôi cũng đã trả lời cho bạn nhiều lắm rồi. Bạn cũng hay vào để mà kích động như vậy, cũng không nên nhé. Nhưng mà tôi tôn trọng tự do ngôn luận của bạn. Rồi nick gọi là nick Pupe. Nick này là hồi trước cách đây mấy năm, 2-3 năm thì vào giả vờ ngây ngây ngô ngô, giả vờ là người nửa khùng nửa điên. Giả vờ nửa khùng nửa điên. Nhưng ai cũng biết nick này là nick từ ở hải ngoại, tôi biết rất rõ. Nick này rồi khoảng chừng gần năm nay thôi khen ngợi tôi, xong rồi lâu lâu đá xéo này nọ, tức là vẫn vào nhưng mà giả vờ lắm, giả vờ là khen Hoàng Duy Hùng này nọ, rồi bây giờ là dùng cái chiêu là vùng xám, chiêu vùng xám. Thì tôi cũng báo cho bạn biết là tôi tôn trọng tự do ngôn luận của bạn, nhưng tôi biết hết. Khi nào mà tôi thấy nó quá mức rồi tôi sẽ ghim để cho khán thính giả họ theo dõi biết rằng là những người này suy nghĩ như thế nào. Đó là những người mà tôi đọc trong những ngày qua liên tục như vậy. Thì tôi xin gửi đến khán thính giả của tôi để khán thính giả của tôi nhận định. Tôi tôn trọng tự do ngôn luận, nhưng tôi đặc biệt lưu ý đến một cái nick mà bên phía kia là giả vờ vào để rồi đưa những thông tin, tao mà đưa thông tin, rồi lâu lâu cài cấm để mà kích động thì tiếp tục như vậy tôi khóa bạn, vì bạn không có tôn trọng cuộc chơi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.